À, xin chào các bác và các bạn nhé. Trước khi đi du lịch biển Vũng Tàu thì các bác và các bạn đã hình dung ra những cái tình huống như này chưa? Đây là biển bãi sau Vũng Tàu trong ngày mùng 2 tháng 5, và đây là biển bãi trước Vũng Tàu trong ngày mùng 2 tháng 5, ngày cuối cùng của cái đợt nghỉ lễ này, và chúng ta có thể thấy là rất là đông, đúng không? Đấy. Thì nếu như chúng ta chuẩn bị cho một cái không khí lễ hội, một cái không gian biển có thể nói là chật lích người, và chúng ta thích đám đông, chúng ta thích ngắm người, chúng ta thích chụp người, thì chúng ta có thể là đi vào những dịp này phải nói là rất là tuyệt vời. Còn có thể là một cái không gian biển như thế này của chúng tôi có thể gây sốc cho nhiều bạn ấy, nhiều bác, nhiều bạn ấy. Tôi thấy là các ông bà khá khá cứng tuổi, các anh chị lớn tuổi một chút thì có thể là cảm thấy là nhìn hơi mệt. Đấy. Thì chúng ta nên có những cái nhìn nó trực quan một chút. Chúng tôi không phải làm clip này mà nói là các bác và các bạn đừng có đến Vũng Tàu du lịch nữa nhá. Vũng Tàu chúng tôi thịnh vượng được phát triển được ấy, là nhờ hai cái bệ đỡ, là dầu khí là một và du lịch là hai. Và các bạn và các bác có thể nhìn thấy hàng trăm ngàn người du khách ở trên biển như này mang lại một cái doanh thu rất là lớn và công ăn việc làm cho hàng 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 vạn con người, hàng trăm ngàn con người tại Vũng Tàu chúng tôi. Cho nên là chúng tôi không bao giờ có cái ý nói như vậy, nhưng mà các bác và các bạn có thể có những lựa chọn, chả chúng ta giải ra, hoặc là chúng ta lựa chọn đi sớm một chút, hoặc là đi muộn một chút, hoặc là như thế nào đấy. Thì tôi thấy là nhiều người có vẻ là hơi 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 bị sốc, hơi ngao ngán một chút. Thì chính bản thân tôi là một cái người mà gắn bó với biển từ bé, là một cái người sinh ra và lớn lên ở một vùng biển ngoài Bắc, và sau này cũng có lên Sài Gòn làm một thời gian, và cuối cùng chọn về sống ở Vũng Tàu, thì cũng có lẽ là bởi cái sự gắn bó với biển. Và chúng tôi rất là thích biển, nhưng mà một cái biển mà chật lích người như này thì có thể là gây sốc cả với chúng tôi nữa luôn. Tôi không dám cho con tôi xuống biển tắm vào những cái đợt như này, phải nói là nó rất là đông, nó cực kỳ đông, nó quá tải luôn, quá đông luôn. Thì chúng ta có thể lựa chọn vào những cái dịp khác để xuống tắm biển. Còn nếu mà chúng ta muốn đi gọi là gì nhỉ, chúng ta muốn đi bách bộ, muốn đi thay đổi không gian, hóng gió biển, thì thực ra mà nói thì cũng rất là tốt, bởi vì nhiều khu vực mà như Đồng Nai hoặc Sài Gòn ấy thì rất là nóng, và tôi đã từng ở cả hai nơi đấy, và tôi phải nói là cái không khí ở đó rất ngột ngạt, và nếu mà hóng gió biển như thế này thì cảm giác người nó rất là thoải mái, rất là dễ chịu, cảm giác khỏe người ra. Nhưng mà ở góc độ của một người cả đời sống gần như là gần biển ấy, ít ít khi có thời gian xa biển lắm, nha. Tôi thực sự thấy biển lúc này phải nói là thực sự là rất là đông. Nếu mà chúng ta có cái chiến lược đi du lịch nó khác đi một chút thì có thể là chúng ta sẽ tận hưởng tốt hơn. Đấy, thì tôi sẽ cố gắng để tập hợp lại để làm cho một clip khác. Vì chúng ta có nhiều lựa chọn, với những cái người mà chúng ta có lịch làm cố định trong cả năm thì phải nói là đây là không thay đổi được. Đó. Và các bác và các bạn đi du lịch này là nó là hợp lý, hợp tình hợp lý, và hơn nữa với các bạn trẻ, các em trẻ thì phải nói là đây là cái dịp tuyệt vời, một cái không khí lễ hội nó rất là đông vui nhộn nhịp đấy, rất là hoành tráng, thì nó hợp với các bạn trẻ hơn. Còn những cái người mà chúng ta có tuổi rồi thì đi vào một cái không khí như này thì có vẻ là nó hơi hơi sốc nhỉ. Đấy, thì một cái bãi biển bãi sau đấy có lên đến hàng trăm ngàn người, và những cái bãi như bãi trước thì cũng phải 5-7 ngàn người, phải nói là rất là đông. Đấy, thì không biết là cảm nhận của các bác như nào thì cứ comment dưới video nhé. Tôi chỉ nói lên cảm nhận của tôi trong cái clip này thôi. Thì chúng ta cảm nhận như nào thì chúng ta cho chúng tôi biết, thì chúng tôi sẽ làm những cái video nó hợp lý và hay hơn nhé.